Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị DAS 110/2024 ra mắt Việt Nam, cạnh tranh với Honda Vision phân khúc 110cc. DAS 110/2024 là một trong năm mẫu xe thương hiệu TVS Ấn Độ vừa mới gia nhập thị trường xe máy Việt Nam. Khi cạnh tranh với các dòng Honda Vision, thì cái chiếc DAS 110/2024 sẽ có phần chiếm chút lợi thế hơn khi sử dụng thiết kế vô cùng trẻ trung, góc cạnh và đẹp mắt. DAS 110/2024 trước đây vốn dĩ được hãng TVS sản xuất riêng cho thị trường các nước nằm trong khu vực Liên minh châu Âu như là Tây Ban Nha. Hiện nó đã chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam và đang gây ấn tượng mạnh với giới trẻ Việt nhờ vào cái kiểu dáng góc cạnh phù hợp với thị hiếu và cái nhãn vị của người tiêu dùng hiện nay khi lựa mua cái dòng tay ga. Nếu khi chúng ta so sánh với cái chiếc Honda Vision thì DAS 110/2024 nó bật nhiều hơn với cái cụm đèn flash vô cùng hiện đại và trẻ trung. Tuy nhiên cái phần đuôi sau của cái chiếc xe này lại chưa được hấp dẫn bởi thiết kế cái đèn xi nhan nằm ở bên ngoài cái đèn hậu chưa được gọn gàng cho lắm. Mặc dù có khả năng thông báo tín hiệu rõ ràng nhưng lại tương đối là vướng víu và dễ bị co quẹt nếu chúng ta dừng đậu trong một không gian hẹp. DAS 110/2024 có dùng cái cụm hộp Alok để thông báo tất cả mọi thông tin cần thiết đến với người tiêu dùng. Phía bên dưới còn có cổng sạc USB hỗ trợ cho người ở dụng sạc cái năng lượng trên những cái thiết bị điện tử. Nói đôi chút chèn chân của DAS 110/2024 được hãng TVS trang bị cho mình cái bộ mâm hợp kim ủng in với kích thước ở phía trước là 80x90, trong khi cái dàn chân sau là 90x80. Gai chân này đảm bảo tạo ra cái sự an toàn chân lái bằng một hệ thống thắng đĩa ở phía trước và phanh đùm phía sau rất phổ biến trên rất nhiều cái dòng tay ga phổ thông tại thị trường Việt Nam hiện nay. Tìm hiểu đôi chút về cái động cơ của cái chiếc TVS DAS 110/2024. Em máy mang dung tích thật là 109,6cc, giảm nhiệt bằng không khí. Cho ra cái công suất tối đa là 8,8 hp, đạt ở ngưỡng tua máy là 7.500 vòng/phút. Trong khi nó mang sáng cực đạt là 8,3 Nm tại ngưỡng tua máy là 6.500 vòng/phút. TVS DAS 110/2024 hiện đã được mở bán tại thị trường Nam với mức giá bán đề xuất là 25.900.000 đồng tại các lý là Minh Long Motor trên toàn quốc. Ngoài ra, DAS 110/2024 nó còn được hưởng chế độ bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.